Xin chào các bạn Mời các bạn xem điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2020 tỉnh Bình Dương Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn năm nay cao hơn một chút so với năm ngói Ngồi trường chuyên Hùng Vương, hai trường tốt của Thuận An và Dĩ An là Trịnh Hội Đức và Phổ thông Trung học Dĩ An là lấy điểm cao nhất. Trường Dĩ An lấy 21,95 điểm cho người dòng 1 và 22 điểm cho người dòng 2. Trong khi đó, Trịnh Hội Đức 20,85 cho người dòng 1 và 21 điểm cho người dòng 2. Các trường còn lại đều lấy trong khoảng từ 14 đến 17 điểm thể thao giải trí 247 cầu chúc cho các bạn học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Thể thao giải trí 247 xin chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển. Đối với các thí sinh không trúng tuyển cũng không có gì là đáng buồn. Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra đối với các bạn. Hãy hy vọng lên các bạn nhé. Sau đây mời các bạn xem những thủ tục khi làm hồ sơ nhập học vào lớp 10.